Cháu chào cô ạ. Cô chào cháu. Hôm nay cháu muốn ghi hình ảnh lần thứ hai. Về quá trình ngày trước cô điều trị bệnh tại Á Thuốc. Trước tiên cô cho con biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, cô đang ở đâu. Tên cô là Ngô Thị Nà, cô ở xóm 3 Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam. Cô chưa 2004 là cô bị đau ngang thắt lưng, giảm xuống hông thì rồi xuống bắp chân, nó xuống tận ở mắt cá ấy. Thế thì là cô đi khám thì đến bệnh viện huyện thì người ta bảo là cô bị đau thần kinh tọa. Thế thì cô cũng điều trị là uống thuốc ở đấy, là mang thuốc về uống là chục hôm nhưng mà cũng không thấy chuyển. Thế thì cô lại đi xuống bệnh viện tỉnh thì người ta cũng bảo là đau thần kinh tọa rồi cháu ạ. Thế cô ra bệnh tỉnh cô có điều trị ở viện không? Cô không, cũng lại chỉ lấy thuốc thôi. Người ta bảo đau thần kinh tọa thì chỉ lấy, người ta cũng kê đơn thuốc cho mình, xong là mình lấy thuốc về uống thôi. Đấy. Thế thì về uống thì nó cũng chả khỏi, nhưng mà càng ngày nó cứ thấy càng đau. Thế thì là hôm chú bảo thế thì đi lên trên bệnh viện 103 ấy, thì là về chụp chiếu khám xem nó ra làm sao. Thế thì là lên đấy thì là bác sĩ là chuẩn đoán là cô bị thái hóa N4N5 và thoát vị đĩa đệm. Thế thì người ta bảo là thế cái này thì phải nếu mà không ấy thì phải mổ ra, mà phải nắn vào ấy thì mới khỏi được. Thế thì cô bảo thế bây giờ mổ thì bảo phải 70 triệu đấy, cái năm 2006 đấy là bảo 70 triệu. Thì cô bảo thế thì làm gì có 70 triệu. Thế thì cái con đường điều trị bệnh của cô kéo dài bao thời gian, là bao nhiêu năm? 2 năm cháu ạ. Đấy thì cô kể tỉ mỉ hơn cô điều trị ở những đâu. Cô trước là ở dưới bệnh viện huyện này, xong đến bệnh viện tỉnh này cũng không khỏi, xong rồi cô lại quay thì cô uống thuốc nam. Đấy. Cô uống thuốc nam ở những đâu? Cô uống thuốc nam ở tận ở trong Quan Hóa cơ cháu ạ. Thế rồi ra Quảng Ninh. Ai mách đằng nào cô cũng đi. Sau đó cô có điều trị tiếp ở đâu không? Thế cô trước đó ấy. Trước đó cô không. Thế xong thì đến lúc lên bệnh viện 103 thì đi đâu người ta cũng bảo đau thần kinh tọa thế. Thế thì đến lên bệnh viện 103 thì người ta bảo là người ta chụp với bác sĩ bảo là bị thái hóa N4N5 đấy, cột sống đấy mà thoát vị đĩa đệm. Thế thì bây giờ người ta bảo là chính ở viện thì mổ nó, tư tưởng cô có hoang mang không? Cô cũng hãi lắm, 70 triệu cái lúc đấy thì làm gì có 70 triệu. Đấy, cái lúc sau đó cô có điều trị tiếp ở những đâu không hay là về nhà thuốc luôn? Không, cô không. Thế thì đến lúc về cô mới bảo thế này bây giờ thì chạy ở đâu mà được 70 triệu mà mổ. Nhưng mà người ta bảo mổ thì 50-50. Đấy. Thế thì cô mới tình cờ là có cái anh Viêm ở trên Tượng Lĩnh đấy. Thế thì anh mới vợ anh mới ngã bị gãy cái kề tay đấy. Thế là anh ấy lên đấy anh ấy chữa, lên chỗ nhà cháu chữa thì là anh ấy mới về anh mới mách bảo thế thì chị có đi lên trên đấy xem là có may thì có khỏi. Thế thì là cô mới lên nhà cháu thì may quá ông gặp thầy gặp thuốc thì là lúc đó cô lên nhà thuốc được nhà thuốc điều trị như nào? Trên chỗ nhà cháu đấy là bó ná và nắn và bó ná xong rồi cho uống mấy đâu điều trị tại nhà thuốc thì bệnh tình của cô có đau lên hay giảm luôn? Cô thấy đau lên mà uống được độ dăm thang đấy thì là cô thấy đau lên. Đau lên xong thì là cô bảo thế này thì không biết thế nào, nhưng mà chỗ cháu bảo là uống nó tăng lên thì nó sẽ khỏi đây, nó đau tăng lên thì sẽ khỏi. Thế thì là cô lại uống thêm, uống thì cô uống có 20 chén rồi đấy. Thì là thế nó khỏi hẳn mà nắn. Từ đó đến nay thì cô khỏi được bao nhiêu thời gian rồi? Cô khỏi được 13 năm rồi cháu ạ. 13 năm. Thì nó không thấy nó đau được. Hiện tại là 13, trong suốt 13 năm đó cô có đau nhức gì không? Cô không đau nhức gì nữa. Cô đi cấy rồi đi làm các thứ chả đau gì nữa đâu. Một trong cháu vào nhà là cô rất là bận việc gia đình đấy. Cô làm vườn được với cả chăm sóc vật nuôi rất là nhiều. Con hỏi một câu tế nhị này. Ngày đó cô điều trị tổng là bao thời gian và tư tưởng cô có mất niềm tin về điều trị bệnh không? Cô điều trị trên chỗ nhà cháu này chỉ có hết độ 2 tháng thôi. Thế thì uống có hết có 20 chén thôi. Đấy, lúc đó trước trong vòng 2 năm đầu lại trước cô đi rất nhiều nơi đúng không? Rất nhiều chỗ thế nhưng mà hết. Cô kể tỉ mỉ từng nơi cho con được không? Đấy cô kể là mới là ở huyện sau bệnh viện huyện xong thì xuống bệnh viện tỉnh cũng uống thuốc tây thôi thì xong người ta bảo thế thì nếu mà uống thuốc tây thì không khỏi thì lại quay uống thuốc nam thì cô lại lấy thuốc ở tận trong Quan Hóa ấy. Đấy thì có ông anh ở trong đấy lại lấy cho. Thế xong thì chú lại đi ra ngoài Quảng Ninh làm này, thế thì ở đấy người ta khi nói là có người chữa thần kinh tọa tốt lắm thì lại ra đấy lấy, thế nhưng mà cũng không khỏi không thì đến hôm là may quá thì là cứ ninh tinh. Thế xong thì đến lúc thì may thì là gặp điều trị nhiều nơi không hiệu quả là chán đúng không? Vâng.
Dạ. Con hỏi tiếp là trong suốt hơn chục năm đó thì công việc hàng ngày của cô chủ yếu là làm nghề gì? Cô làm ruộng với lại chăn nuôi thôi. Vâng. Đấy, một ngày cứ xách cám 40-50 con lợn. Dạ. Đấy. Mà cô đứng lên ngồi xuống xách cám ha, bình thường cả. Bình thường rồi Không có cô đi đau, cấy đi không có kiếp đau nhức à? rồi làm bò làm cõi thì không đau gì, Vâng. không sức dối gì đâu. Cái cơn đau lúc kinh tiền nhất bệnh của cô như nào? Là đau xong là nó tê, nó rứt xong bắt đầu là cô không dậy được. Vâng. Thế nó nói thì lại chị chú phải nâng dậy để đi Vâng. vệ sinh đấy, Lúc không đó không là mọi sinh hoạt là ai là người chăm cô nhiều nhất? chú Vâng. đấy. Lúc Còn đau các nặng nhất em là nó không đi lại được. đấy, còn lúc đấy các em nó vẫn còn bé mà nó Ý không con đi hỏi lại, lúc cô đau mà nặng nhất thì cô không đi lại được. cô không đi lại được, cô nằm một chỗ ấy Kéo dài bao nhiêu thời gian? kéo dài hàng tháng rồi ấy, như Vâng. thế. Thế này dở mình cũng không dở được, Vâng. nó rức lắm không dở Cái được. cơn đau của cô đau về ngày, đau về đêm nhiều? Cô đau về đêm nhiều, Dạ vâng. ngày thì ít thôi nhưng mà đau về đêm nhiều. Vâng. Hiện tại là cô tổng khỏi được bao nhiêu năm rồi? Khỏi à? Vâng. Khỏi được 13 năm rồi. 13 năm. Trong suốt 13 năm hôm đó cô ngoại điều trị bất cứ loại thuốc nào khác ngoài thuốc của chúng con không? Không, Vâng. Hiện tại là trái nhà trời cô còn đau không? không, cô chả đau Vâng. nữa đâu. Cô đứng lên ngồi xuống bình thường chưa? Cô đứng lên ngồi xuống Vâng. bình thường, cô đi làm bình thường Dạ rồi. vâng. Hôm nay sau 13 năm cô khỏi bệnh thì ngày trước là cô khỏi được 8 năm. Con đã xuống Vâng, đi lại hình ảnh rồi. vâng, Thì hôm nay con quay lại là lần hai để vâng. phỏng vấn tiếp về quá trình thực tế điều trị bệnh thoát vị đệm thoái cột sống mà cô được khỏi kéo dài đằng sau suốt 13 năm đó. Vâng. Hiện tại cô không còn đau nhức nữa phải không ạ? Vâng. Làm việc bình thường nhỉ phải không ạ? Vâng. Cô cảm nhận nhà thuốc con điều trị có hiệu quả không? Nhà thuốc điều trị thế nào có hiệu quả đấy. Mà Dạ tôi vâng. cứ mách cho bao nhiêu người, ai bị làm sao ông bảo ôi trời ơi, đến tôi cho địa chỉ mà đi lên nhà bác Dạ vâng. Hôm nay là ấy. cô thấy cô như này là cháu rất mừng Vâng. mà cũng rất mừng cái bài thuốc nhà thuốc điều trị rất hiệu quả. Vâng. Thì thay mặt nhà thuốc thì con cảm ơn cô và chúc cô đại gia đình luôn là mạnh khỏe. Vâng. Mà thấy cô mạnh khỏe này là con mừng rất là mừng nhỉ vâng. Vâng. Vâng, Thế. con chào cô nhé. Vâng, cô chào cháu. Con chào ông ạ. Vâng. Ông cho ông biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, ông đang ở đâu? Tôi là Phạm Đình Hà, thôn Vân An, xã Minh Đức, huyện Mê Hà, tỉnh Hưng Yên. Vâng. Hôm nay con về ghi hình của ông thì ông có thể tâm sự con biết quá trình ngày trước ông bị làm sao? Bệnh tôi là nó bị đau đầu gối. Dạ. Thế thì thời kỳ tôi đã đi khám rồi Dạ vâng. và tôi lấy thuốc ở Hà Bắc Dạ. nhưng uống không phải. Xong Ông rồi uống bao thời gian? thì là tôi uống ở Hà Bắc như thế là khoảng độ 40 chén thì không đỡ gì cả. Ngày trước ông đau như nào mà ông đi khám ở bệnh viện? Tôi cứ thấy đau chân đó. Dạ. Cứ thấy đau chân Dạ. thì là tôi đi khám ở bệnh viện thì là ở bệnh Mai thì là bác sĩ bảo như là cái bệnh của ông này này là gọi là nếu thuốc đông y ưa thì khỏi Dạ. mà nếu như thuốc tây thì không phải chỉ giảm đau rồi lại đau. Dạ vâng. Ông nhà Bạch Mai thì được bác sĩ có luận ông chính xác ông bị làm sao? Bác sĩ kết luận là chuẩn bị có gai ở đầu gối Dạ. và chữa của bác là không khỏi được, Dạ. thuốc đông y là không phải được, chỉ tây y thì không phải mà đông y thì ưa là khỏi. Dạ vâng. Thế là tôi cũng về. Chuẩn đoán là bị gai hấp gối và Vâng. còn bệnh khác không? Không. Chỉ Vâng. khác với hấp gối đâu ạ. Vâng. Ngày trước ông đau như nào không ạ? Ngày trước thì tôi đau như thế là nó cứ giấm dứt xong nó đau Dạ. đi khó lắm. Ông thế mà đau vậy kéo dài mấy tháng? tôi kéo dài khoảng 3-4 tháng ấy. 3-4 tháng. Thế xong là ngồi ngồi nhá, nó căng đầu gối đau nha, Dạ. thế cho nó lúc phải duỗi nha. Dạ vâng. Ngồi ăn cơm là khó khăn. Vâng, khó khăn phải duỗi nha. Lúc đó ông đau ông có khoanh chân được không? Không, không khoanh gì nữa bởi vì đau rồi. Dạ vâng. Cứ duỗi thẳng nha thôi. Vâng. Vâng. Ông đau kéo dài vài tháng nó đi lại là đau không là khó khăn đúng không ạ? Vâng. Kéo dài vài tháng Vâng. thì nó đau. Thế rồi đến thời kỳ xong là tôi mới lại đi tìm chỗ thuốc men các cái tôi hỏi. Xong rồi Dạ. tôi về đấy. Dạ Là vâng. tôi đi về tận đấy tôi lấy. Sau khi uống thuốc nhà thuốc thì mới đầu bệnh tình của ông có đau lên hay là giảm luôn? Lúc tôi về đấy tôi lấy thuốc thì nó cứ giảm dần. Dạ. Nó cứ giảm dần. Vâng. Tổng cộng thì ông uống bao nhiêu tháng khỏi hoàn toàn? Cộng tôi uống phải 6-7 tháng ấy, Dạ vâng. thì bắt đầu là tôi thấy khỏe Vâng. không thấy gì nữa. Từ đó ông khỏi được mấy năm rồi? Hiện nay tôi 6 năm rồi. Vâng. Trong suốt 6 năm qua, sau 6 năm qua ông có đau được không?
không nữa, không còn đau nữa. Vâng. Bây giờ anh Nam ông làm việc bình thường rồi. Vâng, bây giờ là làm bình thường. Vâng. Năm nay ông bao nhiêu tuổi ạ? Hôm nay tôi 72. 72 tuổi, khỏi được. Vâng. 6 năm rồi. Vâng. Cho hỏi thêm là ngày trước ông đau nhiều như vậy thì ông đau cơn đau triệu chứng đau của ông về ngày, về sáng, về đêm nhiều? Nói đau lung tung. Dạ vâng. Nó không căn cứ gì sáng ngày cả, nó cứ đau liên miên. Vâng. Rồi ông đi lại bình thường không? Nếu đau thì không đi lại bình thường. Không nhận được nữa. Không. Hôm nay ông về phỏng vấn hình ảnh của ông thì mức độ ông là bị chẩn đoán chính xác là ông bị gai khớp gối đúng không ạ? Vâng. Và ông đi lại khó khăn. Bác sĩ chỉ định là phải uống thuốc nam. Thì thuốc tây cũng chỉ giảm đau thôi. Thuốc tây giảm đau. Dạ vâng. Trong suốt 6 năm qua ông có đau đớn hay không? Không. Không. Ông làm việc bình thường rồi. Vâng, bình thường. Vâng. Hôm nay ông về xin hình ảnh của ông thì ông cảm nhận nhà thuốc còn điều trị bệnh cho ông có hiệu quả không? Hiệu quả. Dạ vâng. Thay mặt nhà thuốc thì con cảm ơn ông và chúc ông gia đình luôn khỏe. Và con rất mừng ông khỏi được bị gai khớp gối được 6 năm rồi. Vâng, con chào ông và xin chúc cả gia đình mạnh khỏe. Năm mới ông là thêm sức khỏe mới và thêm tuổi mới. Và con chân thành cảm ơn. Con chào ông ạ. Vâng, thì để hỏi thăm các bác, cảm ơn các bác đã có lòng nhiệt tình. Dạ. Từ đấy mà lại về đây nữa. Dạ vâng. Thì tôi cảm thấy là cảm thấy là chúc sức các bác mạnh khỏe. Dạ vâng. Con chào ông ạ. Vâng.